Việt Nam tôi đây 4.000 năm văn hiến, Việt Nam tôi đây bao gấm vóc núi sông, Việt Nam tôi đây luôn vững tiến thành công, Việt Nam ngày nay đã sánh bước năm châu. Rưỡi đoàn kiều bào bắt đầu lên trên đảo Trường Sa lớn. Trường Sa lớn là đảo lớn nhất ở đây cho nên là tàu đã được cập sát bên âu tàu và mọi người đang thong thả bước lên. Anh em C7 đang tập trung ở đây làm một bức hình ở đây.
dưới quyền chỉ huy các bạn bắt đầu. Điều tên lên. Rồi, luôn. Phóng viên bố trí sắp xếp đội hình giúp em ạ. Các anh chị đứng nghiêng ạ, đứng nghiêng người một chút để cho tất cả lấy tất cả nhiều người ạ. Bỏ mũ vào khẩu trang ạ. Đừng quá đi. Đấy đi ạ, đấy mỏ cây quá đi. Rồi, xin phép ở nhà em đeo mà người cười tươi chụp nhé nào. Hô đi em, hô đi hô nào. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Chúng ta 10 lần chụp ạ. 1, 2, 3. Có lần hôm người tập trung vào máy tính nhá. Nhìn thấy mấy cười thật tươi ạ. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Rồi, được rồi, được rồi. Cảm ơn mọi người ạ. Đây là bia chủ quyền với cái bài thơ của Lý Thường Kiệt, và có được xem như là bài thơ mà khẳng định chủ quyền đầu tiên của nước Việt Nam chúng ta. Đây là khung cảnh ở đài chỉ huy. Sở chỉ huy đảo Trường Sa. Giờ đoàn sẽ qua bên khu tưởng niệm liệt sĩ ở đây để mà thăm viếng trước đây. Và các hàng phía sau hướng về đài tưởng niệm liệt sĩ là các thủ trưởng và các đại biểu trong đoàn công tác. Để lễ dâng hương trọng thể trang nghiêm, ban tổ chức đề nghị các đại biểu tắt máy điện thoại hoặc để chế độ im lặng. Khi thực hiện phút mặc niệm, đại biểu là quân nhân đứng hàng đầu thực hiện động tác chào theo điều lệnh. Khi dâng hương tưởng niệm, ban tay trái từng hàng lần lượt lên thắp hương. Thắp hương xong, đi vòng về bên trái, về phía sau của lễ dâng hương bắt đầu. Kính mời đồng chí Phó Tư lệnh Quân chủng Hải quân lên thỉnh hương và chỉnh hoa trước khi làm lễ. Kính thưa thủ trưởng, kính thưa toàn thể các đồng chí, thực hiện kế hoạch đi thăm động viên quân dân huyện đảo Trường Sa và nhà giàn TK1, hôm nay ngày 23 tháng 5 năm 2022, nhằm ngày 23 tháng 4 năm Nhâm Dần, đoàn công tác số 8 đảng ủy với các cơ quan trung ương và kiều bào do đồng chí chuẩn đô đốc Phạm Như Xuân, phó tư lệnh quân chủng hải quân làm trưởng đoàn chủ trì lễ tưởng niệm. Tham gia đoàn công tác có các đồng chí Lại Xuân Lâm, phó bí thư đảng ủy khối các cơ quan trung ương, phó trưởng đoàn; đồng chí Ngô Hướng Nam, phó chủ nhiệm ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài, phó trưởng đoàn; đồng chí Trần Thanh Lâm, phó trưởng ban tuyên giáo trung ương; đồng chí đại tá Vi Đức Thanh, phó tư lệnh vùng 4 hải quân, cùng đại biểu các phòng ban cơ quan trực thuộc bộ tư lệnh quân chủng, đại biểu thuộc đảng ủy khối các cơ quan trung ương, đại biểu kiều bào ta ở nước ngoài và các đại biểu thành viên trong đoàn công tác số 8 đã có mặt đông đủ trước đài tưởng niệm liệt sĩ Trường Sa. Kính thưa hương hồn các anh
anh hùng liệt sĩ. Giờ này, đoàn công tác số 8 đang có mặt tại đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ trên đảo Trường Sa để tưởng nhớ các cán bộ chiến sĩ ta đã hy sinh trong khi làm nhiệm vụ trên quần đảo Trường Sa. Đoàn công tác số 8 tổ chức lễ tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ. Trong giờ phút thiêng liêng này, với lòng thành kính và biết ơn vô hạn, đoàn công tác kính cẩn nghiêng mình tưởng nhớ những người con trung kiên dũng cảm của đất mẹ Việt Nam đã chiến đấu hy sinh, cống hiến trọn đời mình cho sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng, của dân tộc ta, vì sự trường tồn vững chắc chủ quyền biển đảo, thềm lục địa thiêng liêng của Tổ quốc. Quần đảo Trường Sa, Hoàng Sa là một phần lãnh thổ thiêng liêng không thể tách rời của Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Mỗi nhành san hô, từng hạt gắt nhành cây ngọn cỏ nơi đây đều mang hình hài của hồn thiêng sông núi, thấm đẫm bao mồ hôi xương máu của các thế hệ người con đất Việt. Chúng ta đời đời trân trọng, ghi lòng tạc dạ những công lao và sự hy sinh vô bờ bến vì sự toàn vẹn của giang sơn ngâm bóc của Tổ quốc, vì thế đứng kiêu hãnh nơi tuyến đầu của Trường Sa hôm nay. Tiếp bước các thế hệ đi trước, noi gương các anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống trên quần đảo Trường Sa. Từ ngày giải phóng đến nay, quân và dân huyện đảo Trường Sa đã vượt qua mọi khó khăn gian khổ, lao động cống hiến quên mình, góp phần xây dựng quần đảo ngày càng phát triển vững chắc, xứng đáng với ước nguyện và sự hy sinh cống hiến của các anh hùng liệt sĩ. Hôm nay, giữa đất trời biển đảo Trường Sa, hướng tới hương hòa của tổ tiên, trước tượng đài anh linh của những chiến sĩ cách mạng ưu tú đang ngã xuống, trong niềm tiếc thương và biết ơn vô hạn, với tấm lòng thành kính và tri ân sâu sắc từ trong sâu thẳm của lòng mình, tất cả các thành viên trong đoàn công tác chúng tôi nguyện noi gương các anh, quyết đem hết sức mình đóng góp nhiều hơn cho Tổ quốc, cho dân tộc, góp phần quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo, thềm lục địa thiêng liêng của Tổ quốc, xứng đáng với công lao và sự hy sinh cao cả của các anh hùng liệt sĩ. Đoàn công tác xin được thắp nén tâm hương và kính dâng lên anh linh các anh hùng liệt sĩ hương hoa lễ vật cùng tấm lòng thành kính, niềm tiếc thương vô hạn và sự tri ân sâu sắc. Mong anh linh các anh hùng liệt sĩ tiếp tục phù hộ cho Tổ quốc, cho dân tộc ta mãi trường tồn, cho thế hệ hôm nay và mai sau mãi duyên biển trời đất mẹ, giữ vững Trường Sa thân yêu của Tổ quốc. Để tưởng nhớ anh linh các anh hùng liệt sĩ, đoàn công tác dành một phút tưởng niệm. Phút tưởng niệm bắt đầu. Đây là nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh ở đảo Trường Sa lớn.
lên thỉnh hương trước khi làm lễ. Kính thưa anh linh chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, thực hiện kế hoạch đi thăm động viên quân dân huyện đảo Trường Sa và nhà giàn JK1, hôm nay ngày 23 tháng 5 năm 2022, nhằm ngày 23 tháng 4 năm Nhâm Dần, đoàn công tác số 8 đảng ủy khối các cơ quan trung ương và kiều bào do đồng chí chuẩn đô đốc Phạm Như Xuân, phó tư lệnh quân chủng hải quân là trưởng đoàn chủ trì lễ kỷ niệm. Tham gia đoàn công tác còn có các đồng chí Đặng Xuân Lâm, phó bí thư đảng ủy khối các cơ quan trung ương, phó trưởng đoàn, đồng chí Ngô Hướng An, phó chủ nhiệm ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài, phó trưởng đoàn, đồng chí Trần Thanh Lâm, phó trưởng ban tuyên giáo trung ương, đồng chí đại tá Vĩ Đức Thành, phó tư lệnh bộ đội hải quân, cùng đại biểu các phòng ban cơ quan trung ương, bộ tư lệnh quân chủng, đại biểu hội đảng ủy khối các cơ quan trung ương, đại biểu kiều bào ta ở nước ngoài và các đại biểu thành viên trong đoàn công tác số 8 đã có mặt đông đủ trước nhà thờ điện Bắc Hồ trên đảo Trường Sa. Đoàn công tác xin làm lễ dâng hương tưởng niệm chủ tịch Hồ Chí Minh, anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới, vị cha già kính yêu của các lực lượng vũ trang nhân dân, người đã công hiến chọn cuộc đời mình cho độc lập tự do của dân tộc, cho hạnh phúc của nhân dân. Kính thưa bác, được sự quan tâm của đảng, nhà nước, quân ủy trung ương, bộ quốc phòng và nhân dân cả nước hưởng ứng phong trào cả nước vì Trường Sa thân yêu, cùng với quân chủng hải quân, các cấp các ngành trung ương và địa phương đã có nhiều hành động thiết thực, hiệu quả, góp phần nâng cao sức mạnh chiến đấu cả về thể mạng và thế trận, hòa nhập cùng với sự phát triển của đất nước để xứng đáng với niềm mong ước và thực hiện lời căn dặn của người: ngày trước ta chỉ có đêm và rừng, ngày nay ta có ngày, có trời, có biển, bờ biển cao dài tươi đẹp, ta phải biết giữ gìn lấy nó. Chúng con xin hứa nguyện suốt đời học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, trung thành vô hạn với đảng. Dân tộc để yêu thương tổ quốc của tôi, dân tộc của tôi là Việt Nam mến yêu, dẫu có đi xa luôn mong ngày về.